Hello, xin chào cả nhà. Em là Quỳnh Thân. Hiện tại thì em đang có mặt tại quán cà phê OM dự cái buổi khai trương của một người bạn anh Dũng. Đây, này là các thành viên của HK Team Cần Thơ nha các bạn. Bữa nay thì khai trương quán thì tất cả các anh em đều có mặt tại cái quán để mình ủng hộ cái quán mới khai trương. Cái quán thì nó cũng ở một vị trí rất là đẹp, nằm ngay cái trục chính đường xuống bến Ninh Kiều luôn nha các bạn. Đây, buổi đầu tiên mà cũng rất là đông đúc. Đây, em đang trên đường này, hình như là đường Ngô Quyền hay á, đại lộ Hòa Bình, cặp vách siêu thị Sensi á. Này, sau lưng cái hình như là cái này là cái khách sạn Ninh Kiều ấy các bạn. Này, bữa đầu tiên mà khá là đông đúc, khách ngồi như là full bàn luôn nha các bạn. Hello. Đây, cặp vách tuyến đường của siêu thị Sensi nha các bạn, góc mắt. Còn cái diện tích không gian của cái quán cà phê thì nằm cặp vách cái con đường là trên vỉa hè full luôn nha. Từ đầu đường vô tới đó cỡ khoảng hơn là 200m nha các bạn. Sắp tới thì có mở rộng thêm qua cái vỉa hè bên siêu thị cấp mắt luôn. Mấy bạn nào mà ở Cần Thơ thì nhớ ghé ủng hộ quán cà phê nha. Quán cà phê OM. Đây, khách sạn Ninh Kiều 2. Mới ngày đầu thôi mà anh em tụ họp lại uống đông quá. Rồi, đây là anh quản lý quán nha. Anh cho em xin địa chỉ cụ thể của cái quán mình đi anh Phúc. Số mấy ta? Số 3, 2, 3. Số 3 Ngô Quyền. Số 3 Ngô Quyền ha. Số có thông tin số điện thoại gì không? Có nha. Dạ. 09 26 66 3466. Gặp chị Oanh nha. Còn cái giờ mở cửa của cái quán mình là sáng đêm 24 luôn ha. Là buổi sáng chẳng có mở mà đúng không anh? Đúng rồi. Rồi. Còn anh này bữa nay xuống đây làm gì ta? Có rồi. Anh chỉ tính tiền thôi anh. Anh chỉ tính tiền nè. Bữa nay là ngày khai trương ngày 3 tháng 12. Thì cửa hàng hay là cái quán cà phê mình có giảm giá 20% nha. Mấy bạn mà có coi xong clip này nhớ tranh thủ chạy qua quán ủng hộ nha các bạn. Quán OM thì quán có mở cửa suốt đêm nha các bạn. Anh em nào cà phê tâm sự hay là ngồi nói chuyện thì cứ ghé trực tiếp quán, bao thoáng mát luôn nha. Muốn ngồi phòng máy lạnh thì ngồi, còn không thì có thể ra ngồi lề đường cho nó thoáng ha. Đây, còn này thì là dàn xe của mấy anh chị bên cửa hàng xe HK Team, cửa hàng bên anh Dũng. Xuống uống cà phê không mà gặp dàn xe này hú hồn luôn. Khổ lắm mấy bạn ơi, kiếm tiền YouTube mà đâu được ngồi uống cà phê đâu, đi vòng vòng quay không à.
mà với lại lần đầu mà quay quán cà phê nữa, bình thường toàn quay xe quay cái gì mình còn biết review, còn quán cà phê thì giơ tay xin thua rồi. Nhưng mà cũng cố gắng hết sức thì chắc xong hôm nay em sẽ hỗ trợ bên cái mặt định vị Google Maps cho anh chủ cửa hàng, chủ quán cà phê để cho mấy anh em mình khách ở xa hay khách ở gần gì đó mình cũng có thể check in hay là đi đến trực tiếp cái vị trí đâu. Còn mà bạn nào mà ở Cần Thơ á thì đơn giản thôi, cái đường này thì khá là quen thuộc rồi. Đây, một bên là siêu thị Cốt Mắt, một bên là khách sạn Ninh Kiều 2 đó, đường chạy thẳng xuống bến Ninh Kiều luôn nha bạn đó. Còn quy mô của quán cà phê thì em có quay tổng quát rồi đó, còn rất là nhiều chỗ trống cho mấy bạn ha. Rồi anh em nào, chị em nào mà muốn đi cà phê hay là tâm sự gì đó, nhớ rảnh ghé quán cà phê của ông anh ủng hộ nha. Rồi em xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem clip nha. Tí địa chỉ cửa hàng, số điện thoại của quán cà phê chị quản lý em sẽ để dưới phần mô tả cho mấy anh em mình có nhu cầu liên hệ thì cứ alo trực tiếp nha. Rồi mến chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Rồi quay sơ lại quán là OM Coffee, khai trương là ngày 3 tháng 12 nha.